không còn cái gì để diễn tả, nghĩa là nhà thiết kế muốn gì là ekip đều sẵn sàng. Và tuy nhiên đôi khi công việc cũng phải là người đi năn nỉ này nỉ và cũng rất là mệt mỏi, nghĩa là cũng phải đôi khi phải xin xỏ, ekip phải có năng lượng, phải vui lên, hoặc là phải làm cố gắng thức đêm để làm cho kịp. Tôi là nhà thiết kế Công Trí và đây là chương trình Việt Nam Đa Sắc.